Phim cảnh thanh niên tung cước đạp đôi nam nữ bay vào gầm xe container. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đang lao vào đánh nhau với một đôi nam nữ sau va chạm khiến nhiều người không khỏi thót tim. Clip cho thấy, sau khi xảy ra va chạm, một nam thanh niên đã lao vào đánh nhau với một đôi nam nữ. Điều đáng nói là trong cơn nóng giận, nam thanh niên đã đạp người đàn ông và người phụ nữ ngã ngay cạnh chiếc xe container vừa chạy đến. Rất may là thời điểm này, chiếc xe container di chuyển với tốc độ chậm. Tài xế cũng đã kịp phanh xe lại, nên cả hai đều may mắn giữ được mạng sống. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nam thanh niên nhanh chóng lên xe bỏ đi. Được biết, sự việc xảy ra vào lúc 15:49 ngày 5 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh và đã được camera hành trình ghi lại. Chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc vụ va chạm, nhưng ngay sau khi được đăng tải lên mạng, hành động của nam thanh niên này đã khiến người xem không khỏi phẫn nộ.